Nancy xin chào các bạn nha. Hôm nay Nancy muốn khoe vườn cây của Nancy. Hôm nay trời đẹp quá, buổi sáng rất trời rất trong luôn. Đây là cây táo tàu của Nancy đây. Có nhiều trái không các bạn hả? Đây nữa, nhiều lắm các bạn ơi. Nancy có chiếc cái cành táo này không biết sống hay không. Ok, đây cái táo tàu ha. Còn ở đây là trái chanh dây kia, trái cây mới mới năm đầu tiên trái quá chừng luôn. Cái gốc nhỏ lắm, cái dưới gốc này. Chút xíu à. Còn ở đây là trái cái sung á, trái phích á, trái rất là nhiều luôn các bạn xem này. Cây này cũng 2 năm mà nó lùn xì ta. Vừa rồi Nancy cũng tỉa cành nó đó, nên nó chịu quá, nó ra quá từng trái luôn, từ trên xuống dưới luôn. Nancy đếm khoảng chừng 70-80 trái rồi, có cành chút xíu à. Giống này nó màu xanh, nên si xem còn giữ lại cái thác Peter Honey Fig, cái cũng ngọt lắm á các bạn, nhưng mà nó màu xanh. Cái này thêm một cây táo tàu nữa, cái táo tàu này nên si thích lắm á. Nhìn cái trái nó giống như trái apple giữa mình đó, mà nhỏ xíu là bằng ngón chân cái là lớn nhất, có thể nhỏ hơn chút nữa. Cái này là thấy lớn nhất rồi nè, cỡ này là lớn nhất đó. Mình ăn có cái vị chua chua và ngọt ngon lắm, nhìn cái dạng như trái táo tàu, trái apple ha, như là táo tàu đó các bạn. Giống này nó nhảy con dữ lắm, nó bò rễ dữ dội nên si ghét quá cho nó vô chậu luôn, nhưng mà nó vẫn ra cái con này, thấy không? Nên si sợ nó bò đó nên cho vô chậu nhốt nó luôn. Cái này giống khác nữa nè. Cái cũng ướt. Nó cao quá nên sẽ cắt cái ngọn. Cao hơn hơn 2 thước luôn, nên sẽ phải cắt ngọn. Ở bên này thấy người ta bán cái lá ớt á, với đọt ớt ăn á, mà Nancy chưa bao giờ ăn hết. Cái hôm qua Nancy cắt thử cái đọt, đem vô xào tỏi á, ăn ngọt lắm các bạn ơi. Ăn y như cái đọt bí vậy đó, mà nó ngọt hơn cái đọt bí luôn. Mà lá ngọt ngọn ớt nào mình ăn cũng được hết á. Hôm qua Nancy mua ăn cái loại mà hơi có lông lông á, thành ra ăn giống như đọt bí. Rồi bên đây cũng ớt, năm nay ớt ơi là ớt luôn, này ớt tím nè các bạn. Nancy trồng một cái ớt tím, một giống ớt cam. Đây cũng vậy luôn. Trái nhiều ha. Tất cả đều trong chậu hết. Khô quá rồi, mỗi ngày phải tưới đó các bạn ơi. Nó mau khô quá, tại cái chậu nó nhỏ mà cây nó to. Bên đây cũng có ớt nữa. Cây này chín hơn nè, trái cũng to lắm các bạn, như gần gần bằng nửa trái ớt sừng á, bằng ngón tay. Ngón tay cái Nancy.
Đây này, cây dưa chuột của Nancy. Trái cái trái ngon lắm. Dài. Cái trái này Nancy để giống. Còn kế bên là cây bí. Cái bí đỏ đó. Ở đây có con trái nè. Cũng to rồi. Nancy chui vô. Bây giờ các bạn xem đấy đó. Đó. Đây là cái trái bí nè. Cái bông to lắm. Còn kế bên là trái măng cầu. Măng cầu Úc các bạn. Nancy thủ phấn cho nó, bây giờ nó ra trái hết rồi. Trái rất là dễ thương quá ha. Lớn hết rồi. Hôm nay Nancy chấm đa số là đậu. Đậu nhiều lắm. Nè, có chừng nha các bạn. Cái này cái trái cũ năm ngoái Nancy để lại luôn. Tại lúc mà nó bắt đầu ra bông cái trái thì cái bông mới nó ra đó, Nancy hái bỏ uổng quá, Nancy để luôn. Đây nè, trái cũng to lắm. Chua đi. Đây. Nè, to ghê không? Bự hơn cái chén, gần bằng cái tô. 1, 2, 3. Bên đây là 4. Đây là 5. Bên trái nữa là 6. 6 trái còn lại của năm ngoái. Chưa chín nó còn cứng lắm các bạn. Cho nên Nancy có hai cây nhưng mà vẫn trong chậu, cái nào cũng trong chậu hết. Rồi đây, này là sân sau, một bên của sân sau. Giờ mình ra sân trước nha. Nancy ra sân trước coi, cũng có một cây cà đây nữa. Năm nay Nancy mới mua được một cây cái peach đào lòng mà nó có bông đẹp quá cho nên mua, chứ đất đâu mà trồng, cũng trong chậu. Cái này cái quýt ngọt của Nancy nè, cái quýt này ngon lắm á, nó giòn mà nó ngon. Còn này là cây pear năm nay ít trái nhưng mà trái nó to. Bên kia trái nhiều hơn. Mình zoom cho các bạn xem. Bên kia nữa là nhà hàng xóm. Này sát vách nhà hàng xóm nhưng mà nó không có hàng rào. Sân trước mà, mình không có để hàng rào. Đây cũng có. Đây cũng có. Cái cây này nó ghép nhiều giống với nhau ha các bạn. Còn đây là cái trái này, cái giống này khác nữa nè, nó ghép chung á. Trái này ăn giống như ổi xá lị vậy. Nó giòn giòn hơn ổi xá lị. Mà không có hột, hột cái xí xì à. Hột giống giống như hột pear vậy mà nó ít hột. Ngon lắm. Đây là giống khác nè. Giống khác. Cái hai lá khác nhau. Cái này xanh đậm. Này xanh lợp. Bây
Nancy có cây đu đủ. Ông xã Nancy thích đu đủ quá nên trồng ba cây chung chậu. Chưa có bông gì hết. Và đây là tổng quát vườn của Nancy. Đây. Cây mận, hoa, cây táo tàu hồi nãy Nancy quay đó, cái mấy cái cây nhỏ nhỏ, cóc, ổi, khoai tây, chanh dây, đi ra cái cửa kia ra ngoài, này cái bạc hà, đây là vườn hoa quỳnh của Nancy để dành kệ. Có thêm trái bí nữa. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye.